Đứng xe đó, tôi em đẹp. Ừ, thấy vậy nè, lấy như đã luôn lỡ cái chồng ra lấy chắc trở lại không sao cả. Còn dây màu xanh không á? Thì đó, coi như là làm chồng không có lấy gì đâu. Kiểm tra hai cái đầu dắt, xong xuống ngực, chạy xuống dưới chỗ quán lúa nếp á. Ở đứng ngoài ở dưới bãi cát á, vô trong quán lúa nếp thì vô cái tùm số 8. Nói ta trong quán lúa nếp tùm số 8 chỗ cái tùm của chị Phương Tùng đặt. À, vậy? Là quán ngồi chỏng đó mà thiếu cọng dây đó, đem cái đờn xuống thiếu cọng dây. Ngày xưa tụi mình đi cắm trại cũng vậy. Mình kinh khủng hơn đúng không?